Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer Channel. Không biết thì đối với bộ PCAP Asus Apex Legends mà mình đã mang đến cho các bạn trong video ngày hôm trước thì các bạn đã cảm thấy trầm trồ về cái hiệu năng so với mức giá tiền mà các bạn bỏ ra để sở hữu bộ PC đó hay là chưa? Cá nhân mình thì nhận thấy bộ PC đó nó khá là ngon khi mà các bạn chỉ cần bỏ ra chưa tới 10 triệu đồng đã có thể chơi được những tựa game khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại như là Apex Legends hay kể cả PUBG, với mức thiết lập đó chính là max setting ở trên độ phân giải Full HD mà cái số FPS của nó đạt được cũng khá là cao, từ 58 cho tới 64 FPS. Và tiếp tục sẽ là cái series build PC ngon bổ rẻ. Hôm nay mình có mang đến ở đây một bộ PC thì nó sẽ có mức giá cao hơn bộ PC kia gần gấp đôi, khoảng 19 triệu đồng. Và cái điểm tương đồng giữa hai bộ PC này đó chính là nó cũng được sử dụng CPU và GPU đến từ AMD. Cùng xem thì bộ PC mà mình mang đến cho các bạn trong video này nó sẽ thể hiện hiệu năng trong quá trình khi mà chúng ta chơi game và làm việc nó như thế nào. Tất cả những điều đấy sẽ được mình cùng với các bạn làm rõ trong video này. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Về phần cấu hình thì nó được mang cho mình vi xử lý Ryzen 5 2600 với 6 nhân và 12 luồng, xung nhịp ở mức cơ bản là 3.4GHz, và khi mà được turbo lên thì nó sẽ đạt được con số 3.8GHz, hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta một trong những khả năng làm việc, chơi game và đặc biệt đó chính là render những bộ phận mềm đồ họa một cách khá là ngon lành. Đặc biệt đối với những dòng chip phổ thông đến từ AMD thì nó còn cho các bạn cái khả năng ép zoom mà ở trên những dòng chip phổ thông đến từ các hãng khác rất ít khi có được điều này. Mainboard được lựa chọn thì vẫn đến từ Asus, nhưng sự lựa chọn đây đó chính là chiếc mainboard Asus Prime B450 Plus chứ không phải là chiếc mainboard A320MK kia. Nó sẽ có kích thước cao hơn, giá thành cao hơn và khả năng tương thích cũng như nâng cấp sau này dễ dàng hơn rất là nhiều so với chiếc mainboard kia. Về phần RAM thì nó vẫn được giữ nguyên, đó chính là RAM Corsair LPX8 với dung lượng là 8GB. Tuy nhiên sau khi mà mình sử dụng bộ PCAP này thì mình thấy nó stream khá là ngon lành, cũng như là nó làm đồ họa cũng rất là tốt. Vậy nên nếu như các bạn có thể sử dụng với các nhu cầu như là stream hay là làm đồ họa thì mình khuyên các bạn nên nâng thêm một thanh 8GB nữa để có thể sử dụng thoải mái hơn. Còn về ổ cứng thì nó được trang bị ổ cứng SATA 3 đến từ Apacer với dung lượng là 240GB. Với 240GB thì đây không phải là một trong những con số quá lớn, nhưng nó vẫn đáp ứng đủ cho các bạn những nhu cầu như là cài Win chứa một số những tựa game mà các bạn hay chơi và những cái công cụ bộ phần mềm. Nó sẽ cho chúng ta một trong những cái tốc độ mở app nhanh hơn, mở game nhanh hơn và đặc biệt đó chính là khởi động máy nhanh hơn rất là nhiều so với những chiếc ổ cứng HDD thông thường. Điểm đáng chú ý nhất ở trên bộ PC này đó chính là nó được trang bị card đồ họa RAID Radeon RX Vega 64 Gaming OC với bộ nhớ VRAM là 8GB. Về mặt hiệu năng ở trên lý thuyết thì nó ngang tầm so với con GTX 1080, thế nhưng mức giá của nó lại rẻ hơn khá là nhiều. Vậy nên đây sẽ là một trong những món hời dành cho các bạn build một bộ PC nó chỉ cần khỏe về mặt hiệu năng thôi mà các bạn lại dư giả được một khoản không nhỏ về mặt tài chính. Nếu xét về mặt hiệu năng thì đây sẽ là một trong những món hời dành cho những em đang lựa chọn chiếc Vega 64, thế nhưng điểm yếu của nó lại khiến cho nhiều người còn e thẹn khi mà đang có ý định mua chiếc Vega này, đó chính là về điện năng tiêu thụ của chiếc Vega 64. Nó lên đến tận đó chính là 295W, một con số không hề nhỏ một chút nào. Chính vì thế, để đảm bảo điện năng cung cấp đủ cho các linh kiện cũng như VGA thì bọn mình phải sử dụng một bộ nguồn với công suất lên tới tận đó chính là 750W đến từ ASBEL. Và cuối cùng là về phần vỏ cây thì nó được trang bị vỏ cây 1ST Player X7 Lite, một trong những dòng vỏ cây xuất hiện khá là nhiều ở trên những bộ PCAP có mức giá từ 15 cho tới 30 triệu đồng. Và mình có nói một cái lưu ý nhỏ nhỏ dành cho các bạn trước khi mà chúng ta đi vào bài test thực tế ở trên bộ PCAP này, đó chính là về các fan cọt LED thì bọn mình lắp vào để quay cho nó đẹp hơn, cũng như là nó sẽ lưu thông gió tốt hơn. Còn nếu như các bạn muốn sở hữu những cái fan này thì các bạn sẽ phải bỏ ra một cái số tiền từ dao động dưới 1 triệu đồng cho tới 2 triệu đồng thì chúng ta mới có thể sở hữu được những cái fan cọt LED này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài test thực tế trên bộ PC này. We'll be right back.
Cuối cùng, nếu như các bạn đã theo dõi bộ PCP Essential 2 từ đầu video cho tới bây giờ, đây sẽ là lúc mà mình sẽ nói lên những cái ưu và nhược điểm của bộ PC nếu như anh em đang có quyết định mua nó. Đầu tiên về mặt ưu điểm thì cái ưu điểm thứ nhất đó chính là nó được trang bị chiếc card đồ họa Radeon Vega 64. Về cái sức mạnh của nó thì nó ngang tầm so với con GTX 1080 và cái giá tiền của nó lại rẻ hơn khá là nhiều. Và cái ưu điểm thứ hai đó chính là nó được trang bị chiếc CPU Ryzen 5 2600. Nó có khá là nhiều nhân và nhiều luồng xung nhịp ở mức cơ bản hay kể cả turbo lên thì nó cũng khá là cao. Và đặc biệt là nó có thể ép xung. Còn về mặt ưu điểm đó chính là nó nằm tồn tại ở trên chính chiếc VGA Radeon Vega 64 đang có trên bộ PC này. Đầu tiên đó chính là cái nhiệt độ của nó phải nói là nó khá là cao. Và cái thứ hai đó chính là cái điện năng tiêu thụ của nó phải nói là rất là lớn. Nếu như các bạn sử dụng chiếc VGA này thì các bạn sẽ phải đối mặt với cái việc đó chính là tiền điện của các bạn trong quá trình chúng ta sử dụng chiếc VGA này thì nó sẽ tăng lên một con số khá là tương đối. Vậy nên sự lựa chọn nó sẽ nằm ở các bạn. Các bạn lựa chọn một bộ PC nó có hiệu năng cao, giá thành rẻ nhưng mà cái điện năng tiêu thụ hàng tháng của các bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Còn nếu như các bạn có tiền thì các bạn có thể mua một bộ PC nó có giá tiền cao hơn, cái điện năng tiêu thụ ít hơn. Đấy là phụ thuộc ở các bạn. Còn các bạn nghĩ sao về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.